Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Mai tàn quý vị ơi, tàn đẹp không nè ha. Đây cành khích kịch ha. Đây, mấy này lạc lá hết rồi nè. Nút nụ bự bự ha. Đây chào anh. Rồi, chào anh Tuấn. Cũng chào cô chú anh chị em đam mê mai vàng trên toàn quốc nha. Thì hôm nay em tiếp tục về lô mai tàn cô chú ơi. Lô mai này có thể là cô chú anh chị em mà chơi bông được á. Thì hình thức em bán em cũng giao lưu chia ra mỗi lô 5 cây cô chú. Thì quay lô nào em báo giá luôn lô đó chứ. Thì cái hình thức em anh em nào ở nằm phạm vi 100 km em bao ship luôn. Rồi. Dạ, 5 cây cũng bao luôn. Rồi. Dạ, 5 cây xách xe chở luôn. Rồi. Chơi lớn. Rồi, thôi giờ anh Tức vô lô số 1 anh Tức. Rồi, lô nào anh? Lô bên đây đi, lô 1. Mỗi lô có 5 cây. Dạ, em được 6 lô. Đây nay mình giới thiệu có 6 lô thôi. Dạ. Mỗi lô chia ra là 5 cây. 5 cây cho đỡ ngán tiền. Rồi, 5 cây này. Là anh cho em cái chiều cao em nói đi ha. Rồi, em cho chiều cao là nó tương đối đều hết à. Tương đều tương đối. Rồi, hết thước. Mét rưỡi. Mét rưỡi. Rồi, tầm mét rưỡi ha quý vị. Mét rưỡi có hơn không luôn á. Quý vị thấy nè, năm em này là một lô nó đây ha, lô số 1 5 cây. Giờ anh cho em cái quạnh em đầu tiên ở đây đi anh. Tiền ha. Dạ đây nè. Lát nữa tại sao những quý vị lại tán ngang đi. Dạ. Rồi, tán ngang mét. Rồi. Lát nữa quay tàn sao quý vị ơi. Giờ quạnh đi. Quạnh trước đi. Rồi, 22. 22. Rồi, 21. 21 yếu. Cố gắng xem cho anh em, nói chung 30 cây là mình em cũng cố gắng đo từ cây luôn cho anh em coi luôn nha. Rồi, 20. Trên 20. 20 hơn. Cây này cành cành không anh em ơi? 21. 21. Này đó, này cho con dây buộc. Còn dây luôn buộc luôn. Ở dưới là cho nó bự. Dạ, 20. 20. Ở dưới này chữ A thì nó nở lớn nữa. À, đẹp ha. Rồi anh đứng dạo 5 cái tay này. Rồi. Nghĩa đế cái. Rồi, tàn em nó đây. Từng cây luôn cho quý vị nghĩa luôn ha. À, nút nụ mập mập không ha. Về anh em vô cái chậu nha anh em. Về mình vô cái chậu 6 anh em. Có thể là chơi Tết được luôn anh em ơi. Dưỡng rễ đâu. Tưới dưỡng rễ vô. Rồi. Thứ hai đây. Quay từ đế lên ha. Tay cành cái gì. Lên tới trên ha. Nút nụ thì cũng bự bự không nhưng quý vị. Đây. Nhóc này ha. Đó. Rồi, mình sang cây thứ ba trong lô 1 đây. Đế cũng xòe đẹp ha, tay cành. Nút nụ thì quý vị an tâm đi. Thằng do. Đây. Ú ha. Đẹp ha. Đặt cây luôn nha quý vị. Rồi, tiếp tục luôn, cây thứ tư nè. Nút nụ cũng thằng do hết đó nha quý vị. Tay cành quý vị nhớ kỹ tay cành nha. Rồi. Cái cây nè, mạnh ghê, nụ nút lên sáng hết luôn anh. Hết sức ha. Em bữa nay về cũng cả tuần á, em để thử cái cây nó có bị gọi là có bị xỉu mà. Xỉu rồi. Xỉu rồi. Nó xỉu thì em luyện ra. Xỉu còn luyện dạ, em không thấy nó xỉu thôi mình giao lưu, còn xỉu em luyện ra. Tại vì nhiều khi để nhiều khi các anh em có chơi bông được cái chơi. Để ha. Rồi. 5 cây. Rồi, 5 cây. Lô số 1. Gọn nhiêu đây? Gọn gàng 3,5 triệu. 5 cây. Dạ, 3,5 triệu. Bao ship. Dạ, bao ship cho anh em 100 km. 100 km. Dạ. Nếu anh em chốt 2 lô thì mình sẽ giảm cái tiền cước lại. Lại ship xíu ha. Dạ. Rồi, lô số 2. Lô 2 bên đây luôn anh, kế bên luôn anh. Sàn qua bên đây. Ừ. Lô 2 lô 2 nó mấy lô này bằng nhau anh ơi. Cũng là 1,5 m luôn đi anh, tính vậy. Rồi, 1,5 m. Dạ. Rồi tán ngang mình cho hảo hảo cây đó đi anh. Thầy thấy năm em này tán ngang nó cũng cỡ cỡ rồi. Dạ mét luôn anh. 1 m ha. Dạ. Đó quý vị nghĩa năm em này nha. Đó nằm cái quạnh em có đo vô luôn anh. Lọt trong cái khung màn hình quý vị nè. Đó ha. Năm em này quạnh đo sẵn ha. Dạ. Em này đo sẵn rồi dán vô nè. Đây nè. 19 đây ha. Cái này 18 ha. Đấy đẹp quá nè ha. Cái này 18 luôn ha. Cái này
20 ha. Đây cũng đẹp luôn nè. Rồi em này 20 luôn nè. Đấy cũng đẹp luôn. Rồi bây giờ mình lên dàn xương ha quý vị. Xương nè. Rồi giờ nút nụ đi. Thấy ngang nút nụ mình quay nút nụ luôn đi. Nút nụ tròn tròn ha. Nút nụ đặc hết trơn nè. Nút nụ bự ha. Nụ nhìn thấy ghiền quá. À, dàn xương ha. Nút nụ gì nghĩa rồi đó. Mấy cây này mạnh, nó cũng mạnh nha anh em. Mình giao lưu mình lựa mấy những cây mạnh rồi mình giao lưu với anh em, còn mấy cây nào không yếu yếu mình xỉu, giữ lại xỉu thải nó ra ngoài hết. Dạ. Nút nụ thì cũng làm đế sơ sơ thôi anh em, nó chứ cây này mà làm đế mạnh quá không được đâu anh em ơi. Cây thứ ba nè ha. Để nó nở chảng thằng giò ta cành đều luôn, ta cành từ trên đều ha. Anh nào cũng nút nụ bự 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 không nha quý vị. Đây, cái thứ tư đây ha. Đó cành nè. Đặt kẹo nè. Để ha. Rồi, cây thứ năm đây. À. Cành cũng đặt hết rồi ha. À, nút nụ quý vị mình cứ an tâm đi ha. Đây. Rồi lô số 2 ha. Đây, 5 cây này. Mình giao lưu nhiêu anh? Lô số 2 này em giao lưu với anh em 650 ngàn cây. 650 ngàn cây. Dạ. Nó giảm lại 50 ngàn. Rồi. Lô số 2. Rồi mình sang 650 nhân lên 5 cây. Rồi, thì nó cũng ra 3 triệu 200 mấy chục ngàn á anh em. Rồi. Rồi lô số 3 kế bên luôn anh em ơi. Lô số 3. Lô số 3 thì nó khá đẹp khá hơn. Thì 5 cây luôn. Thì chiều cao cũng vậy anh em ơi, 1,5 m. Rồi dạ. Mình nép nép đo cái tán ngang này nép qua. Rồi, tán ngang cũng mét mét anh em ơi. Đây quý vị. Nó nằm trong lọt trong cái khung hình đây quý vị, năm em này đây ha. Đó, đó, năm em đó đó. Rồi giờ mình vô này chưa có đo hoành trước ha, giờ đo nha anh. Đo anh. Đo không kịp giờ mình đo luôn đi. Giờ đo đi cho nó thực tế hơn. Lúc trên đó luôn hả? Lúc đó 18. 18 đi anh em ơi. Đó dưới đây thì thôi mười kệ 18 đi không sao đâu anh. Đó. Dạ. Anh này 19. 19. Đấy đẹp quá ha. Đấy cũ đẹp. vừa đo hoành là nghía cái đế luôn ha. Đế luôn. Là 19 ha. Đế đẹp luôn nè. Hôm đó 20. 20 ha. Rồi 20 luôn anh. 20 luôn. Rồi anh nhé ra giúp em cái ha. Đây vậy, cái đế nó đây ha. Đó, cây thứ năm của lô 3 nha quý vị. Rồi quý vị nghe nghĩa ha. Xương nè. Đó, đặt kẹo ha. Nụ sáng giới xanh chành luôn. Đây. Nụ bóng lưỡng luôn. Dạ. Nhóc luôn ha quý vị nè. Cây mà nếu yếu là giờ mới nụ nó bị yếu. Dạ, nó bị dập nụ lại. Đây, cây kế bên ha. Này cao em, này cao. Cây chi tàn đều hết anh em. Điều sạch tàn. Xuống ha. À, quay kỹ cho quý vị xem ha, từng cây luôn á. Quay lô quay kỹ cho quý vị là ok rồi ha. Trong quá trình xem mà quý vị thích lô nào cứ alo anh Minh nha quý vị. Số điện thoại của anh Minh thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Lá rồi nó sao mình lặt lá sơ cho anh em cũng dễ nhìn được chi tàn hết anh em. À, anh Tứ anh cũng quay kỹ cho anh em từng cây. Rà cũng chậm luôn nè. Nụ bóng ha. Không có dọp nha quý vị. Cũ hết chứ cái cũ ha. Đây cái kích thúc của cái lô 3 đây. Đó, đế nè, tại cành này đặt ở trên ha, nút nụ bóng nha quý vị. Đó, anh em cũng thấy ha, chứ đó nó không có lép tàn nha anh em đó, mình giờ cũng thấy rõ ha. Đây ha. Anh Tứng anh cũng quay chậm chậm, anh em cũng cố gắng xem đừng ngủ gục nha anh em. Quý vị đừng có tua, đừng có tua quý vị không có thấy kỹ ha, nút nụ cũng bóng ha, kẹo hết trơn nè. Quý vị tua quý vị xem không hết. Rồi nói chung là đẹp nè, lô này đẹp nè. Giao luôn nhiêu anh? Rồi đẹp cũng giá cũng 700 ngàn, 700 ngàn dạ, 5 cây 350 luôn. Rồi. Dạ.
qua kế bên đây luôn nè anh. Rồi. Cái này lô 4 ha. Dạ, lô 4 anh. Đây nó nằm cũng nằm trong loạt trong khung hình quý vị đây. Rồi nè anh. Cây này ha. Dạ. Em đo hoành ha. Rồi, để từ từ đẩy em cái ha. Dạ. Hoành gần 20. 20 yếu ha. Dạ. Rồi, anh này. Anh này 18. 18 hơn ha. Em này 19 đúng ha. Em này. Em này 19 đi ha. 19 yếu. Yếu xíu. Tính 19 luôn nha quý vị. Thằng này mới mập nè. Này chắc 20 gì không? 21 ha. 21 đúng ha. Đó chi nè anh em, chi tàn ha. Để nè. Rồi quý vị chỉ coi xem chi tàn kéo từ dưới lên ha. Đó. Chẳng có ghé thăm em nụ luôn nè. Em nụ này cũng no bóng nữa ha. Đó. Đặt cây hết trơn như quý vị. Thay cành nè, đặt hết trơn nè. Rất đều chi tàn anh em. Này ca tông này lâu này tán ngang cũng mét anh ơi. Mét ha. Dạ. Nhưng mà chiều tại cao tính bây giờ. Chiều cao thì có ba em bên đây thì nó hơi thấp một xíu nè, ba em này nè. Cũng mét tư đi anh ơi. À, ở sau lưng anh nó cây đây hả? Đi lùng lực. À. Đó, thấp. Rồi mà mình tính em mét 3. Rồi. Rồi nãy mình ra mới một em mà quý vị ra tiếp theo em nữa ha. Cái gì nghĩa dàn xương nha. Xương cũng đặt trên đó ha. Để đây ha. Rồi sang qua em tiếp theo luôn. Đó. Xương nè. Xương đặc ha. Dạ rất điều chi. Nụ no tròn ha, bóng ha. Chi tàn thì khích trịch. Đây, tiếp tục ha quý vị. Cái thứ tư của lô 4 này ha. À. Qua cây thứ 5 của lô 4 này ha. Củ đê này thì có nhánh tét ở đây. Dạ tét bỏ rồi. Nhưng mà tét nó cũng không lép nên em. Nó có chi đây nè em. Rồi. Rồi, này lô 4. Rồi, lô 4. Lô nhiêu anh? Lô này giao lưu với anh em giá 650. Rồi, 650 ha. 650 ngàn một cây nhân lên. Rồi, 650 một cây nhân 5 lên. Dạ. Này lô 4 với lô dạ. Lô 2 đồng giá. Dạ, lô 4 với lô 2 đồng giá. Rồi. Lô 5 qua đây luôn đi anh. Rồi, lô 5. Kéo này dốt vô. Đó. Đây. Đây quý vị làm lọt trong cái khung hình đây ha. Lô 5 đây. 5 em này đây. Em này chiều cao cũng đều nè. Rồi, anh cho em thông số cái cây gần hình mình nhất đi. Dạ. Đó. Rồi để em nói cho anh. Dạ. Rồi 19 có hơn. Rồi cao bao nhiêu anh? Chiều cao hả? Dạ. Chiều cao tính anh em mét rưỡi đi. Mét rưỡi. Mét tư thôi. Cứ đợi em, đợi em, đợi. Đây, em này nè, mới đo em này ha, đế nè. Đó. Rồi, qua em tiếp theo luôn ha. Rồi, 17. Em đây, 19. Này chưa làm đế kịp. Này chưa môi móc gì hết. À, chưa môi móc gì hết. 19. 19. Một riêng. Chưa môi móc luôn. Em này 18. Cũng chưa môi móc gì luôn. Rồi, ha. Có 5 cây anh em ơi. Rồi, quý vị nút nụ xanh sáng giới luôn. Nghĩa tay cạnh ha. À. Nút nụ bóng nè. Bóng xanh ha. Dài dài ở đây đặt hết trơn nè quý vị. Ha. Ok ha. Anh này cao dữ ha. Thôi kệ nó. Cái này mới chín á. Rồi, sang qua cây bên đây. Đó. Nút nụ nè. À, bóng luôn. Xanh bóng luôn. Tại cành đều luôn nè ha. Bên này thì nguyên zin bầu. Không khai gì hết. À, bên đây thì cũng xịt sơ sơ nè. Đó. Nghĩa tay cạnh ha. Đặt kẹo ha.
Rồi, nút nụ cũng xanh bóng luôn nha quý vị. Rồi, tiếp tục bên đây ha. Ai cành kích rịch luôn ha. Rồi, qua bên đây trở lại cái em đầu tiên nè. Tay cành quý vị nghe tay cành ha, đặt ha. Rồi, nút nụ nè, nụ cũng xanh bóng ha quý vị. Lưu năm, dạ. 5 cây. Dạ luôn nhiêu anh? 6 triệu, 600 ngàn. 6 triệu. 600 ngàn đó mấy. Rồi, 600 ngàn 1 cây. Rồi. Rồi anh em chốt hết luôn, 6 lô thì giá nó còn ngon nữa. Rồi quý vị ha, chốt 2 lô, 3 lô, 4 lô, 5 lô, 6 lô thì giá càng yêu thương ha. Rồi. Nói chung là chốt càng nhiều giá càng rẻ ha. Rồi. Mình qua lô đây thứ 6. Đi. Lô 6 nè, đứng kế cái máy bự nè anh. 6 đây. Rồi tính anh em hỏi mét 6 đi. Rồi. 5 em này ha. Mét 6 anh ơi. Rồi. Rồi, 5 em này thì tông cao, đang mét 6. Vô hoành luôn. Bình từng em luôn. 20 có cân như thế. Rồi, rồi. Có anh. Rồi. Rồi, 21. Rồi, 21. Hai yếu, 21 luôn đi. Thì đó thì 22 yếu còn tính 21 thì được. Đó, em này 21 luôn, 21 luôn. 21 thì dư ha. Đấy, 21 luôn đi. Yếu, 21, em này cái củ đẹp quá quý vị. Nhiêu anh? 21 luôn anh. 21 luôn. Thằng này chứ 21 cho điều cây dưới ta. Đó, 21 luôn. Trời, này đều ghê à, không có lựa luôn á. Cái gì? Đa số là 21 bằng không ha. Đế cũng đều luôn nè. Rồi tay cành cũng đều luôn nè, cái gì? Tay cành nè. Tay cành đặt hết trơn nè ha. Rồi, tăng 1m2 không á. À, này vậy lô này lô bự để cuối clip ha anh. Dạ, lô này sao khá quá ha. Đều cây. Vậy nghĩ ha. Tay cành đặt kẹo. Lúc nào cũng no bóng hết trơn ha. Ừ. Anh em coi hết cuối clip, cái lô cuối này cũng đẹp á. Lô cuối này chắc đẹp ha, nhất clip quá. Hoành cũng bự đều hết trơn, 21 không. Tay cành đều luôn ha. Đặt ha. Tàn chi hổng lép ha anh em. Lúc nào thì no bóng nha quý vị. Nè. Ha. Tay cành đặt hết trơn ha. Lô này trội nhất nãy giờ nè. Không biết giá bán sao. Giá hấp dẫn. Hoành cũng trội mà đế cũng trội ha. Chiều cao cũng trội nữa. Cái gì cũng trội á. Chắc dĩ nhiên là giá cũng phải trội quá. Nói từ mấy cái thoát thân này chi lực không anh em, ngón tay nè không nhầm nhòi vậy ha. Này ngón tay em chi nê vậy á, này phải đưa ngón chân lên á. Dạ thôi anh. Đưa ngón tay được rồi. Nút nụ quý vị no tròn ha. Lô này đẹp. Giao luôn như anh. Rồi đẹp luôn, giá cũng đẹp luôn anh ơi. 700 anh. Ngàn nhân lên. Nhiêu? 700 ngàn cây nhân lên anh ơi. 700 à hả? 3 triệu. Rồi, vậy chắc là lô này là dành cho quý vị mà xem cuối clip đây ha. À, thì vậy là giá này còn yêu thương quá nè. 700 nhân lên. Rồi, thì nói chứ anh em nào mà chốt vụ 2-3 lô gì đó em thì mình giảm cái tiền xe là cho anh em thôi ha. Dạ. Tại 5 cây anh em biết rồi, đi cái tiền xe nó cũng hơi nhiều anh em. Chắc lấy xem đai chở luôn á. Rồi. Thôi hết rồi, đứng rồi ha. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Ở này quay giới thiệu cho quý vị số may nhỏ nhỏ, còn may bự quý vị có nhu cầu thì cũng có luôn ha. Nhá hàng cho quý vị cái ha. Nhá hàng của đế. Hết chất ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích lô nào
rồi cứ alo anh Minh, thì số điện thoại anh Minh thì mình để trên phần tiêu đề nhân quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.